Rồi, chào anh chị nha. Thì hôm nay mình xin phép gửi đến anh chị đến cái đường chỉ tay quý nhân phù trợ. Đường chỉ tay này á, nếu như mà ai có những cái đường chỉ tay quý nhân phù trợ này á, thì một lúc nào đó sẽ có người quý nhân xuất hiện để giúp cho anh chị thăng tiến trong công việc, mọi sự được gọi là thuận buồm xuôi gió. Ha, miễn là trên cái lòng bàn tay có những cái dấu hiệu đó thì nó giống như là một cái lời hẹn ước vậy đó thì sẽ tới một lúc nào đó sẽ có một người nào đó có thể là cha mẹ nè, hoặc là những người cấp trên của mình, hay là những người bạn của mình hay đồng nghiệp của mình sẽ tới giúp cho mình vượt qua khó khăn, hoặc đang công việc đang tốt nhưng mà sẽ có những cái người nào đó tới giúp cho mình được hanh thông hơn. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho anh chị xem những cái đường chỉ tay quý nhân đó, đường chỉ tay nào nha. Đầu tiên anh chị để ý cái đường vận mệnh nè, mình sẽ vẽ cái đường vận mệnh cho anh chị nha. Đường sinh mệnh chứ. Đây mình vẽ chỉ cái đường sinh mệnh này thẳng xuống, tại vì cái mực nó không có ra. Thì trên cái đường sinh mệnh đây nè, nó có một cái đường vận mệnh đi thẳng lên. Rồi thẳng lên ha. Nếu như cái đường vận mệnh này mà nó cắt ngay cái vị trí này, giao với lại cái đường sinh mệnh này á, thì cái này những anh này là tự thân vận động ha, tự thân vận động, không có người hỗ trợ giúp đỡ gì hết, không có quý nhân. Nhưng mà nếu như mà nó kéo dài xuống đây, nó bắt nguồn từ phía trong gò này, đây kim tinh này, đây đó, nó kéo từ lên trên khu vực trên này, thì đường này gọi là đường ha, vận mệnh dài này sẽ có một lúc mà đó sẽ có quý nhân. Nó mô tả gì? Cái đường vận mệnh này nó đại diện cho vấn đề là sẽ có sự giúp đỡ của bố mẹ nè ha, hoặc là người thân trong gia đình bên cạnh đó nó cùng còn đại diện cái vận thế của người này là được nâng cao lên có thể là những người này làm việc sẽ được cấp trên hỗ trợ giúp đỡ rất là nhiều. Những người mà có đường vận mệnh bắt nguồn từ trong gò kim tinh này anh chị ha, vượt qua cái đường sinh mệnh này, đó là một điều thứ nhất. Điều thứ hai, anh chị để ý xem là nó có thêm một cái đường song song với cái đường, đây là cái đường vận mệnh hỗ trợ nữa nè, thêm một cái đường nữa song song với đường vận mệnh này cái đường vận mệnh này á, nó sẽ hỗ trợ cho cái đường vận mệnh chính này nha. Thì cái này á, thì nó đại diện cho quý nhân của mình là ai? Quý nhân của mình là có thể là người bạn đời của mình nè, bạn đồng nghiệp nè, cũng có thể là người nhà, hoặc là một người nào đó không biết, khi mà gặp khó khăn trong công việc thì tự nhiên sẽ xuất hiện một người nào đó ha, những người khác, người nào đó như mình nói vừa rồi đó, sẽ hỗ trợ để giúp cho công việc hanh thông hơn ha, mọi sự thuận buồm xuôi gió hơn. Cái thứ hai ha, cái dấu hiệu thứ nhất. Thứ hai, cái dấu hiệu thứ ba, anh chị để ý ngay cái đường mà đường trí tuệ đây nè, cuối cái đường trí tuệ này tự nhiên nó sẽ quẹo ra hai cái đường giống như cái đuôi con cá vậy đó, để mình vẽ cho nó rõ ràng anh chị dễ thêm đó. Nó móc đây một cái nè ha, đây nó móc cho một cái nữa, tượng trưng với con cá vậy đó ha. Đó thì những người mà có cái đường trí tuệ nó dài như vậy thì những người này á rất là sáng suốt, làm việc gì cũng sáng suốt, có tài năng. Mà khi mà có thêm cái đuôi con cá này ở phía dưới ha, xuất hiện thế này, thì tài năng của người này đầu tiên là sẽ được người khác công nhận ha. Nó đại diện cho vấn đề là cái mọi nỗ lực của người này luôn luôn gặt hái thành công Bên cạnh đó những người này sẽ gặp quý nhân ha, giúp cho họ được nâng cao lên. Ví dụ như thay vì người ta chỉ đạt có một thôi thì sẽ được một người quý nhân đó giúp cho lên vị trí thứ tư, thứ năm, thứ sáu trong cái công việc thăng tiến của mình chị ha. Một cái dấu hiệu nữa là anh chị xem giùm mình là ngay dưới ngón tay trỏ này, dưới ngón tay trỏ này sẽ có một cái dải kim tinh đó, nó sẽ móc như vậy anh chị ha. Cái này là gọi là cái dải mộc tinh nha, nếu mà gọi chính xác thì gọi là dải mộc tinh.
Giáo mục tinh này là nó ý nghĩa gì? Nó sẽ giúp cho anh chị là biến nguy thành an. Sẽ có một người đó, ví dụ anh chị đang gặp khó khăn về tài chính hay là công việc, ví dụ như đang xây dựng gặp vấn đề gì đó, thì sẽ có một người đó tới giúp cho mình, gỡ rối cho mình. Ha. Mà những người nào mà có cái giải mục tinh này á, thường thường á, có thể là giao lưu, hay là cởi mở với một người nào đó, xong chung sống hòa thuận với những người, mà những người có thể ganh ghét nhưng cho bạn bản thân mình. Ví dụ như có những người họ ghét bạn người này lắm, hay người có chia tay này lắm, nhưng mà những người này luôn luôn là cởi mở hòa đồng sống. Đó. Những người này rất hay dễ dàng nắm bắt được thời cơ, không? Và bằng mày đó. Nên là những người này rất là tự khắc sẽ có quý nhân tới hỗ trợ giúp đỡ cho bản thân để thăng tiến trong công việc. Đó. Đây là những cái dấu hiệu ha. Có thể là anh chị nào mà có trong những cái dấu hiệu này thì chắc chắn trong một lúc nào đó quý nhân sẽ xuất hiện và giúp cho anh chị được mọi thứ được thuận buồm xuôi gió ha. Cảm ơn anh chị đã theo dõi video này nha. Chào anh chị.